Vô mà cắm mắt đi kìa. Hai. Hai nó biết mình đây luôn. Đánh nó. W rồi, chết mình anh em. Được. Nói chung thì động vào thằng này thế thôi. Động vào thằng này thì thế thôi. À, cái gì đấy, level 6 mà feel ra kẹo counter đấy bạn Hiền nhá. Bạn Hiền tôi ơi. Chào bạn kèo counter đấy. Không, mà lít nữa. À, thế đấy rồi. Phạt đấy. Không có làm nó cay được nữa. Rồi dí sao? Dí là what the fuck. Nó cái laptop kìa, lính lỏ kìa. Được đánh nó hết R xong rồi tăng trụ nó thì win được cái land. Sáu hay chưa lên 6 à? Đi ồ. Đúng sắp bị gừng thằng Blitz nó gắp ra à ta? Lui về đây, cứ lui về đây được tanh nữa má. À ơi. Anio. Đúng phải tặng luôn không? Đúng phải tặng trước là ơi không không kịp được chứ. Đúng phải tặng trước là kinh tế nha anh em ơi. Một mạng được thêm 25 vàng nha. Một mạng được thêm 25 vàng nha. Cảm thấy là strong á. Em strong. Cảm thấy là kinh tế vững trái nha anh em nhá. Donated 5 đô la Mỹ. A Khánh nghĩ ai sẽ vô địch CKTG năm nay. What the T1 Strong, 25 vàng, sướng, man. Bùa. Xder đã rescan 5.000 đồng. Not strong mặt cười. Not strong. Ơ? Ôi à, đéo né được con gà. Ôi giời ơi. Thôi lên đây đánh luôn anh em ơi. Nghĩ là bắt buộc phải tạo đột biến ở khu vực phía trên này. Con chỉ là main ở dưới thôi anh em, cứ lên đây đánh loạn hết lên đi. Thắng thì thắng, thua thì thua chứ để mà khó thắng lắm. Hết pin rồi anh em. Đó vô. Đó, cứ dẹp kìa. Em ai biết tiếng Hàn dịch tôi không feel ra chắc cái gì đấy. Thì kìa, nó xin lỗi tôi nha. Xin lỗi cả team nha. Cái dịch mà nó còn đang kiểu 15 FPS anh em. GG, chửi luôn á.
giết được nó nhá. Cắt tường giết nó. Đánh để vào rừng nó thôi. Thương đang không biết tôi à? Cái gì nữa trời? Oh bro! I see you! Thằng Wayne cũng trồn vãi à. Đánh luôn, 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 đánh, 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 đánh. Oh. 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 Không phải đánh sai anh em ạ. Chắc là phải đánh từ từ thôi, phải dùng R Leona với cả R Zerin thôi, mà mấy thằng này chắc đánh không được như vậy á. Mình về đây cũng vội nữa. Nó phải đánh bằng kiểu lao cả người lên nên là nó cái thế hơi chết á. Thấy bọn nó đang bị tách ra rồi, đánh giữ khoảng cách á, đánh như T1 á. Ồ má. Nhắc lại nhớ hôm qua T1 đánh thề. Em qua nhìn combat T1 không? Đánh bằng kiểu combat khó chịu vãi biểu ấy. Đánh kiểu đấy á mới thắng được vào đấy. Bùm. Ăn không? Không ăn, không ăn. Đưa ra đẩy kia chắc không dám ăn đâu. Đây, nó em vào không? Nó phải về death đúng không? Oh, nice sir, phiếu ra! I love you, man! Nice sir! Dạ, hey yo! Không sao, Amita! Wow. Ê, phải đột biến không? Đột biến không? Một phát đột biến tôi đột quỵ không? Ê, bắt là chín trước á, chín nó đẩy xong vào á. Cái gì vậy? Oh yeah, hear the feel ra côn nhá, nghĩ được chứ. Cái hết máu rồi. Ê, hey, ngon lên chứ. Oh yeah. Ê, thật uống ngon vậy. Mày chơi đúng không? Mày thích chơi đúng không? Chơi từ đâu tôi chuyển mày từ đó. TL Honda âm ti đã rescan 10.000 đồng. Đố Levi biết chiều cuối của Manzaha tên là gì? Trói buộc, trói buộc. Ha, âm ti trói buộc. Mà ông fake cái tên đấy làm gì? Từ đâu có cây cú gì đâu. Ôi da. Anh bạn à. 10 giây nữa dòng ra. Chết thì chết muộn 5 giây đi. Bọn tôi ăn kịp con dòng. Chết tầm này. Ờ, tôi đánh luôn. Đánh nóng được, đánh nóng được, đánh nóng được. Chị đam mê hồi giờ chưa? Chưa đúng không? Đam mê sau hồi giờ kịp đúng không? Một viên! Mọi người! Em ơi em! Ê, con thằng Wayne đâu rồi? Wayne nó em cả. Ok này, ok này, và niềm vui đã quay trở lại. Nó đây. Nếu mà siêu. Nhanh là gì nhớ. Những người anh em của tôi thắng thì là những người anh em nhá, thua là mấy thằng L. Những người anh em của tôi làm tốt lắm, good job everyone. Những người anh em của tôi làm rất tốt.